Trời đất ơi, sáng rồi hả? Hên ghê là hôm nay không mặc áo quất mà mình cũng vậy luôn. Để dương dài cái đó. À, thiệt là thoải mái mà. À đúng rồi, hôm nay mình vừa mới order được một kiện hàng là hạt mới về cho bé Si ăn. Đúng rồi, đúng rồi. Ồ khoan khoan, ủa bé Si đâu ta? Ờ khoan, từ từ đi kiếm lên. Si ơi, Si ơi, nay ăn hạt mới nè con ơi. Ăn hạt mới nè Si ơi, Si ơi, ăn hạt mới. Trời ơi, nay hạt thơm ngon lắm Si ơi, con đâu rồi? Bình thường giờ này nó phải nằm ở đây chứ ta đã mất tiêu rồi. Si ơi, Si. Ủa con làm cái gì chảy vậy? Ủa con lúa đầu ra nữa. Si. Xuống đây coi, xuống đây, xuống đây. Nay mẹ mua hạt mới này ngon lắm luôn á. Ông bảo thơm ngon, mẹ trộn ba tê cho con ăn này, con xuống đây đi Si. Trời đất ơi, mẹ hỏi là con không nghe đâu. Xuống đây đi, mẹ nói là ba tê ngon lắm. Mẹ trộn với hạt mới, mua hạt Goya đàng hoàng. Hạt hoàng gia đó con, ăn rất là ngon luôn, xuống đây Si. Trời đất ơi, cái thằng này sao kỳ vậy trời, kêu mà không nghe. Con biết khùng ấy vậy. À mà tính ra tên nó là khùng thiệt luôn mà. Mẹ nó giỡn á. Giờ con quyết định là con ăn đúng không? Trời đất ơi, tôi tức hồng cười luôn nè. Trời ơi, con với cá. Bây giờ con sao? Trời ơi, tôi không có chịu nổi luôn mà. Điện tôi đặt hết. Cái gì vậy? Trời đất ơi, cái gì vậy? Trời ơi, sáng sớm là rồi hàng xóm lại quấn lộ rồi. Các bạn thấy không? Ngày nào cũng vậy, ngủ đâu có yên đâu trời. Ok, và chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Vịt Đẹp Trai nè. Trời ơi, hôm nay mình đang tính ngủ một xíu đến tầm khoảng 11 giờ trưa mình dậy mình làm clip cho bạn coi nè. Mà bây giờ mới có 9 giờ sáng bạn nhìn nè. 9 giờ sáng, trời đất ơi, trời ơi, nó la quá trời đất ơi. Trời đậu xanh con Timmy tao ở cạnh nhà mày, trời ơi, xuống đất kia tao trời. Timmy! Timmy! Bây giờ con sao? Con có tên là mày xử con không? Timmy! Timmy, bạn mà chết à? Đau cái gì mà đau, trời đất ơi, sáng sớm rồi cha, người ta nói là xóm giềng tối lửa đèn có nhau mà trời sáng mà mình la thì sao mà anh ngủ được. Ủa thì trời sáng mới la chứ trời tối la là hàng xóm không quýnh em sao? Cái thì đậu xanh nhưng mà tính ra là hàng xóm thì ngủ ban đêm, đang ngủ ban ngày trời đất ơi. Giờ làm cùng với nhau phải thông cảm chứ, có chuyện gì mà tự sao hai đứa thì đứng chửi nhau buổi sáng sớm vậy? À tính ra là nó đâu có chửi là em rồi đâu, nó chỉ meo thôi mà. Hả? Ôi chứ mà nói sao mày khùng mà mày đi mà chửi nhau có mèo? Không phải, tại em tức quá anh, sáng nay em mới bỏ ra 3 triệu em mua hạt mới cho nó ăn. Vậy mà nỡ lòng nào em kêu nó ăn, nó nhất quyết không ăn, nó cứ đứng ở trên mái nhà lắc. Nó mày kêu lắc vì nó hao vậy vậy. Đi đâu không ăn thì kêu đi, cho nó đừng chửi nhau có mèo không chứ khùng ơi. À nhưng mà nó không ăn là nó sẽ bị yếu, nó bị yếu là nó sẽ bị ốm, nó bị ốm nó sẽ bị bệnh, mà nó bị bệnh thì em sẽ tốn thêm tiền. Mày tin là mày chỉ cần đứng đây mày la không là tao đã bị bệnh và tốn thêm tiền đi bệnh viện khi tao chết luôn rồi mà không cần thiết phải qua giai đoạn ốm yếu không? Tiền của em này. Tức thiệt chứ các bạn, sáng sớm người ta đã phiền rồi. Thôi bây giờ mình chui vô toilet mình ngủ luôn là bực mình thật chứ, ở cạnh nhà mấy đứa con gái nó chó nó mèo bây giờ không đi miết rồi đi cãi nhau với con mèo nữa trời đất ơi, con đi ngủ nốt cho hết giấc trời ơi, cứu tôi với. Wow, trời ơi là trời, cuối cùng thì cũng đủ tiền để mua đồ ăn cho bé Cam rồi trời. Tiết kiệm bao nhiêu tháng trời mới đủ đồ ăn để đủ tiền để mua đồ ăn á. Rồi dài ok. Hey, trời ơi, đồ ăn nhìn ngon quá ta. Phải đem xuống cho bé Cam ăn liền mới được để cho nó mau béo phì. La Phong Cận TV đẹp trai với hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh mang đồ ăn đến cho Cam rồi đây. À, ủa con Cam đâu ta? Ủa? Con Cam đi đâu mất tiêu rồi trời. Thôi kệ đi hả, mình đang tạo bất ngờ cho nó mà. Bây giờ mình sẽ lên trên kia, mình lấy cây chổi, mình xuống đây mình dọn nhà cho nó luôn, rồi sẵn cho nó đồ ăn ngon luôn. Trời ơi, lâu lâu thương nó lần. Ok, đi thôi. Cam ơi là Cam. Trời, ủa đồ ăn đâu ta? Ủa kìa. Ủa hay là do mình chơi game nhiều quá cho nên là mình bị lú mất tiêu rồi, mình quên hỏi đồ ăn, mình tưởng mình bỏ người ta. Ê trời giờ này chơi game nhiều quá. Ôi không sao, còn đồ ăn mà, còn đến 2-3 bịch lợn ok. Hay thôi để cho Cam, vô dọn nhà xíu coi, dọn nhà nè. Rồi ok, đem rác dục. Ê. Trời, cái gì vậy? Trời ơi, lần này là không thể nào mà gọi là sai được rồi. Hồi nãy rõ ràng mình để một cái đống đồ ăn ở đây mà tự nhiên giờ lại biến mất. Không thể nào mà mất đâu vậy được. Chắc chắn là có kẻ trộm, hoặc là có con gà hay con heo, con bò gì, con khủng long gì nó lại đang ăn đồ ăn rồi. Tức quá mà. Rồi không sao đâu, cứ để đồ ăn để thêm lần nữa để xem coi chuyện gì xảy ra. Núp. Hóa ra là con bé Si nhà Timmy à. Trời ơi, bộ ở nhà Timmy không cho mày ăn hay sao? Mày qua nhà tao mà lấy đồ ăn của bé Cam hả mày? Mày cứ biết là anh tốn tiền nhiều lắm anh mới mua được cho Cam không? Trời ơi, mới còn nhỏ xíu mà đã học cái tính ăn cắp rồi. Timmy đâu rồi? Timmy! Đứa nào dám bắt nạt con bà, mày chết mày với bà. À, hóa ra là gọi là Timmy là chủ của bé Si à? Về nhà vậy là bé Si nha, nó qua nhà tôi nó ăn cắp đồ ăn của bé Cam nè. À, tôi nói không nghe nha, tại vì á hả, mèo của tôi nó chưa có nhà nên là nó hay đi ăn hả xung quanh làng mình thôi, nó không kiếm đồ ăn nó ăn. Tại vì tôi cũng mua đồ ăn mà nó không chịu ăn chứ bộ. Không làm gì không la con mèo tội nghiệp, nó khóc kìa. Khóc cái gì mà khóc, bộ còn nhỏ là muốn ăn trộm ăn cắp gì là được hả? Bà phải dạy cho nó biết chứ, tại sao bà lại binh nó như vậy? Như vậy là dạy hư nó mà biết không? Ê, nhưng mà nó là con mèo mà, nó không phải là con người đó mà dạy ra đâu. Ủa bộ mèo là không dạy được hả? Con Cam nhà tôi nó ngoan biết bao nhiêu. Bà đúng là cái đồ vô văn quá. Nhưng mà không có đồ ăn nào, không có nhà cho mèo nè, cho con Si của tôi qua ở ăn ké, bé Cam chút có gì đâu mà. Ăn ké là phải xin phép chứ, ai cho qua ăn trộm ăn cắp gì hả? Đúng là cái đồ vô văn quá, Timmy vô văn quá, bé Si vô văn quá, vô văn quá. Không có cái đồ vô văn quá, ông vô văn quá. Trời ơi bà, cái vô văn quá. Cái gì đi dạy trời đất ơi, cái gì đi dạy trời ơi. Cái gì vậy? Alo. Trời ơi trời, nói thiệt ra con gái lứa mà cái miệng như cái hổ đen vũ trụ vậy, nó cái gì cũng nói được hết trơn á. Cái gì vậy? Trời đất ơi. Làm gì vậy? Không có liên quan đến anh. Sao không liên quan? Tao giết mày luôn mày. Em lỡ mồm. Nhưng mà anh qua đây anh giải quyết chuyện này giúp em đi. Chuyện gì? Anh giải quyết em đi. Để em kể cho anh nghe. Anh có biết không, em tiết kiệm tiền bao nhiêu tháng trời, bao nhiêu năm trời mới đủ tiền mua một ít thức ăn đem về cho bé Cam. Vậy mà đó, anh thấy không, nó trộm cướp trước mặt anh luôn kìa, anh thấy không? Đó thấy không, nó qua nhà em hết con Si rồi đến Timmy, nó lấy đồ ăn của bé Cam. Trời ơi, đồ ăn của em mua cho Cam. Bây giờ anh đưa đứa nào đưa đây kiếm đồ ăn đi, qua đây kiếm đồ ăn rồi nó chia Timmy. Không phải, anh không biết đâu, em mua đồ ăn cho nó ăn hồi sáng có cãi cho nghe đó mà đâu có chịu ăn đâu. Với lại là nó đang dỗi em là tại vì hả không có nhà cho nó ở á. Không có nhà thì bây giờ về nhà nhé, đưa toilet ở đây được rồi. Đúng rồi. Thôi được rồi, thôi bây giờ Phong đi vô nhà đi để anh tìm cách anh giải quyết cho, đừng lên cãi nhau tối tao đi vô. Rồi biết rồi, anh sao giải quyết công bằng cho em á. Rồi được rồi, mệt quá. Thôi tổng này là Timmy bây giờ bé Si nó hay đi chơi linh tinh nè, nó cầm một ngôi nhà đúng không? Đúng rồi. Được rồi, Mr. Dịch sẽ đứng ra giải quyết vụ này. Hãy chờ đấy, bây giờ mình sẽ có cách để giải quyết vấn đề này cho bé Si nha các bạn. Ok, rồi Timmy vào nhà đi, chờ hiếp. Và bây giờ mình cũng đã hoàn thành xong công trình của mình bạn ạ. Đó, trời ơi, một căn nhà siêu to khổng lồ luôn đã dành cho bé Si. Từ nay nếu như bé Si có nhà thì sẽ không có tình trạng gọi là ăn ké đồ ăn của bên bé Cam hay là bé Mưa nữa. Hay, đúng là thú cưng cũng phần phải có nhà riêng mà. Rồi, Timmy đâu rồi? Timmy ơi. Anh thiệt dồi dàng anh. Timmy. Nghe nè. Ủa gì vậy anh? Làm gì vậy? Đang hát, đang tập làm ca sĩ, em tính hy vọng ca bí ẩn. Ok, thôi dẹp đi, dẹp cái ước mơ mùa xuân đấy của bà đi. Thôi qua đây. Đó, đập cái cây rồi đi nè. Rồi bây giờ bé Si đâu à? Bây giờ đây coi. Đây con. Đây. Đấy, bây giờ hôm nay gọi là Papa Dịch Tè Cai sẽ cho con một món quà bí mật. Hui cha. Ta-da. Biết là con thích cái căn nhà của cái mái hồng mà hả sọc cờ trắng vậy hả Dịch? Nhà nào thích mái hồng sọc trắng hồng nhà nào? Nhà này là tặng cho bé Si, liên quan gì đến Timmy đâu, Timmy nhận dơ gì bạn. Cái nhà xe hả? Em nghĩ sao mà em chui vô cái nhà này, em mở cái nhà to kia không chứa nổi em rồi, cái nhà này sao chứa? Nó nghe là sao cái nhà của Thi còn đẹp hơn nhà tôi nhà ông Alo, nó nghe coi. Bởi vì nhà này bé thì nguyên liệu thì tất nhiên nó phải đẹp hơn rồi, Si thích không con? Thích không? Đó, nhưng mà kìa, từ nay không được qua ăn trộm nhà của bạn, đồ ăn của bạn Cam nữa nghe chưa? Đó, trời. Tôi nói không nghe là Dịch, tại sao con Si nó màu xám với màu trắng với màu đen mà ông tặng cái nhà màu hồng vậy? Bởi vì bây giờ bên chỗ tiệm thú nuôi người ta hết bầu rồi, bây giờ có lấy không, không lấy mang về. Để lại, để đặt một con bẫy đặt các bạn. Đó các bạn thấy không? Phút 1 là mình có thể giải quyết được vấn đề rồi. Mấy cái đứa này nó chỉ tranh nhau đồ ăn thức uống, bây giờ cho mỗi đứa một cái căn nhà là xong. Đó, các bạn thấy nhà của bé Si có đẹp không? Và liệu nó có đẹp bằng bé Cam cũng như là đẹp bằng bé Mưa không? Các bạn nhớ chấm điểm nhà của bé Si, bé Cam và bé Mưa. Và bạn nào tất nhiên là chưa xem những cái video mà mình tặng nhà cho bé Mưa và bé Cam thì nhớ tìm lại và xem nha. Và nhớ chấm điểm cho mình xuống dưới theo thứ tự 1, 2 và 3. Ngôi nhà nào đẹp nhất thì các bạn hãy để lại vị trí số 1 nha. Và nếu như các bạn thấy tất cả những căn nhà mà Vịt tặng cho các bé đều đẹp thì nhớ để lại cho mình set hashtag mini world và set hashtag Mr Vịt nha. Và nếu như video đạt đủ 10.000 like, Vịt sẽ quay một cái video tiếp theo cực kỳ đặc biệt cho các bạn mà Vịt sẽ bật mí luôn. Đấy là series thành phố Hero Team. 10.000 like sẽ có video đầu tiên nha. Nếu tò mò để lại 10.000 like nha. Bye bye.